Cái gì? Chay hôm nay là chay đi bơi nè cô chú. Đó, coi là con mặc cái bộ đồ kìa. Đi con. Trời ơi, có bờ vai nhỏ bé kìa. Tôi đưa nguyên cái tấm lưng ra kìa. Đây. Đi con, mở cửa xe ra, lên xe, quẹo trái bờ ly, this way, đang lang thang không, trời ơi, rồi mặc áo mặc thấy ghét dễ sợ không trời, come on, baby, gotta go and, we gotta stop by and buy her new swimsuit, you know where to, like all of a sudden, where are all the swimsuit? I have no idea. This is unbelievable. Cô chú ơi, Jay đã vô xe ngồi nè. Hai Jay đi. Hai she with hot. Để mày xuống sao mày ngồi con nha. Để mày quay cô chú coi nha. Chào cô chú đi Jay. Đủ trò không? Chào cô chú đi. Okay, so we got a massage tonight, huh? Yeah. I think for the birthday it's gonna be the same gift. Đây nè, đeo đồng hồ vô cho cô chú coi coi. Không thích đồng hồ hả? Oh, from my aunt and uncle. Yeah. Baby, it's only 9 o'clock. What are you talking about? By the time we get there, it's going to be like past 9:20. It's Sunday. Don't forget. Sometimes. Go ngoài không? Go ngoài em đi, mày go ngoài nha. Baby shirt, do mommy shirt. Do, baby, I'm calling my mom. Cho ngoại coi cái đồng hồ đâu. Đây, con đi đâu á? Con nói đi, con nói bơi. Dạ ngoại, con đi bơi. Bơi hả? Mà ngoại có ai mà bộ đồ bơi bên đây mà không? Nên chút nữa đi mua đồ bơi mới là cái đồ bơi tự nhiên cái đâu đó bây giờ mất tiêu hết trơn mấy bộ đồ bơi con chả hiểu nổi luôn này. Đồ bơi nhỏ xí đó mà nó đâu có bộ đồ nào mà lớn đâu. Chi đâu mà tự nhiên đâu mất hết rồi còn có một bộ này à. Thấy lạ lùng không? Ôi mẹ chứ con chứ mẹ chứ thấy con có đời nào con đụng vô mấy cái đồ đó không? Tới chừng nào mà đi bơi, tới chừng nào chủ nhật mà đi bơi con mới đụng vô mấy cái đồ đó. Hôm nay xong rồi về giặt xong rồi mở ra. Nó dẫn đi kia đi mua mấy cái bộ đồ bơi coi. Chi tự nhiên nó mất hết. Con thích cái bộ mà nó mặc nguyên một bộ từ trên xuống dưới mà cái đằng sau lưng mà ấy lên á. Thích cái bộ đó. Mặc bộ nó mặc như người cá vậy đó. Chị ngoại đi con. Quỳnh đi Quỳnh. Ở ngoại kìa Quỳnh đi Vinh rồi. Hát. Quỳnh Trí Vinh này ngủ sớm đi đây. Quỳnh Trí Chay người ta đang thức rồi Quỳnh Trí Vinh đi ngủ. Tao ở Quỳnh Trí Vinh đi theo mẹ mua nếp mày. Nếp làm cái gì? Biết gì chỉ nấu sôi nấu nếp. Giờ nghe còn đi ăn sôi. Cái bộ đồ bơi rồi cũng chặt chắc là con ai dùng cái mới là vừa. Mỗi lần tới summer ha, mỗi lần tới summer là mua đồ bơi mới ha chơi hả? Trời ơi cả chưa. Bà quá, bữa nay mẹ đi bơi chứ ba không bơi hả? Ủa chứ nó bà nó đang lái xe kìa. Cho
coi cô Quỳnh Tí Vinh có gì nè. Bun hả? Bun bạn thân của Quỳnh Trí Vinh đó chị. Bạn thân của Quỳnh Trí Vinh đó nè. Mình thấy mẹ ngâm mua cho anh hai cái ba này nè chị. Wow, đó giống con đó. Ôi đã, tao có đồ chơi đã gây chơi 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 với đi. Xe tao ra xin cho chơi với. Bà ngoại nè, bà ngoại có chặt giữa nè. Con muốn không? Trời ơi mẹ giờ. Chặt giữa chân châu không? Không, không muốn, không muốn, không muốn, lắc tay không muốn đâu. Cứ chọc nhỏ hoài à, không muốn đâu. Bực mình quá, mình có nhau được. Bực mình quá. Hi honey. Where's mommy? Yeah. Yeah. JD? What's wrong? Who bought you the swimsuit? Baby, are you seriously like... Yeah. No, hashtag no bikini. Oh my God, this is like a pajama. I know. When I saw it, I'm like, oh yeah. Wow. Baby, show hands. Trời ơi trời. Tôi đi mua cái xì tao bất tú. Rồi đi vô thấy ba nó mua cái bộ đồ này cho nó mặc này coi được đời không. Trời. Oh, I'm good to some day. Yeah. Hey, do you want banana nut bread? Banana nut bread. Trời ơi trời, nghĩ sao mua cho nhỏ cái bờ, nghĩ sao đi mua cho nhỏ cái bộ đồ đó vậy trời. Trời ơi thiệt hay giỡn vậy trời. Trời ơi. Ăn đi con, ăn đi. Không, ăn miếng nữa đi bơi. Để lên. Hả mi nha. Maybe my glasses are in. Hả? Không ăn hả? My glasses are in. Đi đâu hả? Trời đất ơi, nghĩ sao mua cho nhỏ bộ đồ bơi đi, đem mua đi. Đi cho ngoại coi, ủa ngoại đâu rồi. Ngoại. Mẹ ngoại coi có ba nó mua cho nó bộ đồ bơi nè. Come on my little swimmer. Trời ơi. 18 months. Đi về ngủ đi chơi ơi. Cái bộ đồ này về ngủ đi. Trời ơi con nhỏ này. Ngoại thấy không ngoại? Trời, bởi vậy con chú nó nặng lắm, cũng nặng lắm rồi. Ba nó là nặng lắm. Trời ơi nghĩ sao đi mua cho nhỏ bộ đồ bơi như vậy trời. Con đi mua cà phê nãy giờ. Nặng lắm rồi, thôi kệ đi, cho mặt vậy đi cho kính. Cho mặt đi đỡ nắng nữa. Đó, cô chú ơi, chai bây giờ chai dục nè. Đó, chai bơi tới chai lụm nè. 2, 3, go. Good job, chị đi. Thấy chưa, cô chú cái chai ngay ra, bây giờ chai dục nè. 1, 2, trời sao ba nó quay qua mặt kia rồi trời. Oops. Trời ơi, dục xa dữ rồi trời. 1, 2, 3. Quá giỏi luôn. Tôi chịu không nổi với cái bộ đồ này đâu chị. Giờ cho nhảy nhảy xuống nè. Chi vậy đó, bà đem bà chim chi đó. Đó. Yeah.
cho cái mặt này, cái mặt chỉnh xuống nha. Nay giỏi ra cô chú thấy không? Quá dữ luôn. Để mẹ mong muốn và mẹ được nghỉ ngày thứ ba, cái xong rồi các mẹ sẽ chở chay đi bơi thêm ngày thứ ba nữa, tại vì chay còn rất là nhiều cái ngày mà nghỉ á. Bây giờ tới đứng ở trên cái miếng dán này nè cô chú ơi. Nay có hai đứa à, nay là lớp học hai đứa. Còn nó là đó, anh ta ngồi đàng hoàng, còn nó đó chị đợi mà. Mặc bộ đồ muốn xỉu với đó thì cái... Giờ tôi ăn đánh ngon. Đếm. Wow. Chạy chưa rồi, hay là nhảy xuống lên với chị cần tình với tôi. Lên luôn. Chơi học hồi nãy giờ là còn 5 phút nữa là xong rồi cô chú. Hai tay nè trời, hai tay dữ chưa? Ai ngồi ngõ đứng rồi, nói vậy đó. Người ta nói rồi hết rồi đó, không cho lên nữa, giờ là giờ hát bài là tại chào tạm biệt rồi thôi, xong thôi đó cô chú ơi. Đây là em bé tình yêu và nỗi nhớ sau khi mà tắm xong nè cô chú. Rồi đi về chưa, vui không, tắm vui không hả? Con tắm vui không con nói cô chú nghe coi, tắm vui không? Ok baby, let's go, đi về nha. Móng tay dài kìa nè, chút về mẹ cắt móng tay cho nè. Nha. Gì vậy? Chút về mẹ cắt móng tay cho con nha. Ôi, có mặt kìa. Nắng á. Nắng em đó. Baby, you can open the moon roof. The sun roof. It's a moon roof, baby. The sun roof's open right now. The moon roof is when... That's when the sunlight opens. Whatever roof, just open it. It's open. No, I want some air. I see it open, but I just want some air. Because if I open it up, then the sun's going to be in my face. Then what is the point of having it? It's called a moon roof. When you open it up at night, you open it up at night so to see the moon. Okay. When this is just flapped up to let it vent, it's the sun roof. Ok chị đi, let's go. Đi, mang dép vô. Đúng rồi, mang dép vô. Kêu let's go mà mang dép vô liền. Rồi đi, mẹ mang vô. Lại lần kia lụm thêm chiếc nữa. Còn chiếc lần kia kìa, lại lụm đi. Rồi, xem đây. Lại lên ghế ngồi mẹ mang. Lên ghế ngồi đây mẹ mang cho. Rồi, lấy dép mang vô lên ghế ngồi. Đúng rồi, rồi con tự mang vô đi. Tự mang vô sao? Tự mang vô, xỏ vô. Đó, giờ đi ra ngoài là phải. Mẹ dựng cái camera xuống đi rồi mẹ mang vô cho. Đó. Thôi bỏ em ở trong nhà đi nha, đừng có kinh em ra ngoài chi nha.
Có em nhà. Con nói đi, con nói shoes. Shoes. Con nhìn cô chú con nói shoes. Cũng giống á. Đi ra ngoài này em phải mang dép vô nha, không mày miếng coi. Không miếng coi. Không không à. Trời đất ơi, không không. Rồi đi. Thôi bỏ em nhà đi. Bỏ unicorn trong nhà đi. Để em nói chi trời. Trời ơi, con nó mở cửa ra đó, nó mở y như là một cái chuyện thường tình thế thôi vậy đó. Nắm tay mẹ. Nắm tay mẹ lại lên. Bước xuống. Good job. Good job chạy đi. Let's go. Ở đây đây. Đó, em đi chơi, về là em ngủ một giấc rồi đó cô chú. Cái gì nó kỳ làm gì con? Hả? Nó kỳ quào con hả? Be good, be nice. Hôm nay là một ngày quá đẹp cô chú ơi. À, cái gì ạ? Đi đâu á? Baby, can you tie the JD hair up? Yeah, I have the hair tie. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ủa hair tie thấy mới bỏ túi rồi mất tiêu rồi. Rồi xong hàng luôn. Hey, why'd you kick him? I don't know where that is. Why'd you kick him? Rồi ngồi xuống ba cột tóc cho. Tóc lên cho thấy mặt mày cho sáng sủa bớt chút. Kỳ rồi, mày thấy kỳ rồi. He's focusing on right on JD's face. Nice. So, it's not that heavy either, even yeah, though the lens is not long. The lens is huge. All right. I just ordered a tripod and it's gonna be here tomorrow. Oh, okay. So fast. I need it fast. Đây đây nghe. Ê, đừng có đập đuôi nghe. Kỳ đâu rồi? Ooh. Thôi tự nhiên ừ đâu có mất kia tới cái Lucky rồi. Trời ơi sao Lucky chui vô lùm này được hay ta? Con chui vô lùm không? Con muốn chui vô lùm không? Hửi bông coi, hửi bông miếng coi. Hửi miếng bông coi. Thôi cái đó đất mà hửi gì cái đó cái bông kìa, đúng rồi, hửi đi. Đây nè, quay hửi bông này nè, chay bông này nè, bông này đẹp nè. Hửi đi. Hửi đi con. Thơm không? Thơm không? À, dạ. Ừ, dạ. Good thing you get a massage. Đi, đi ra ngoài chơi, trong đây thấy hơi tối tối vậy. Con nói đi, bông. Hửi đó, hửi đó. Nhiên đem unicorn ở đây làm chi, kéo lết cho dơ con người ta. Hả? Lớt kêu, con kêu Kỳ đi, Kỳ ơi, Kỳ đâu rồi? Hả, tại sao Kỳ, đó, thấy chưa? Kỳ ơi, Kỳ đâu? Trời ơi, chay bữa nay mặc đồ bánh bèo vậy sao? Bèo bà cố luôn. Ừ, kiếm Kỳ đó cô chú. Nè, một chút nữa con ở nhà với bà cố nha, mẹ với ba đi công chuyện nha. Đừng té, từ từ thôi. What time is it? I don't know. Baby, you have your phone on your hand. Hi. 3:45. I think we gotta go. Yeah, I'm getting the car pulled around and getting ready. Go by your car, my car. Con nhà với cố nha, mẹ với ba đi công chuyện chút về nha. Dạ đi con. Rồi cái mẹ về mẹ quay con tiếp cho cô chú coi ha. Đi vô ăn không? Đi vô mâm không? Mâm không? Chạy đi, mơm không? Hửi đó. Thơm không? Không trả lời luôn, hỏi nó thơm không bao giờ trả lời. Thôi đi về, nhà cố bà cố có cái gì cho ăn quá trời ngon kìa, đi.
Đi con. Quá trời luôn, nhà bà đi lâu rồi, quá trời hoa luôn. Nhà mình có hoa không ta? Hoa nhà mình đâu? Hoa nhà mình đâu? Đi, đi mày dẫn lại, đi dẫn lại hoa nhà mình nè. Đi, hoa nhà mình nè. Lại đây, đây là hoa nhà mình nè, nhiều lắm. Nhà mình cũng có hoa chứ bộ, đây nè, hoa nhà mình nè. Đó, hửi rồi, thơm không? Thơm không? Nói rồi, nói chị thơm coi, nói thơm. Đằng đây nữa nè, đằng đây nữa nè, còn đằng này nữa. Đi lại, đây, mấy nắm tay mẹ mày dẫn đi. Hoa đằng đây nữa nè, đi lên đây. Đây nè, anh bỏ. Hửi đi. Thơm không? Ngồi xuống hửi. Rồi thôi, thấy nó thấy tôi nhảy qua cái bụi này, giờ mắt trước nó nhảy qua luôn rồi nè. Gì vậy? Gì vậy? Ngồi xuống hửi. Cực lắm, cũng cực lắm. Ủa rồi unicorn đâu? Unicorn đâu? Trời đất ơi. Bởi vậy bình bạn với nhau mà mình đi mình toàn bỏ nhau rơi rớt ngoài đường không, vậy là sao? Đi vô ăn cơm không? Vô ăn cơm con, đi đi vô ăn cơm. Cố làm đồ ăn gì chổng cái, đi vô ăn cơm cái đi. Vậy nãy giờ cái tiếng đồng hồ rồi. Hay là lại gửi bông miết vậy đó. Ngay trời quá đẹp luôn cô chú ơi. Thôi cái đó làm cái gì đâu, lại ngồi hửi đó. Đây, đi vô, đi 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 đi. Mà gửi hoa nữa. Đó. Đừng có bước nha. Làm gì cứ chạy ra chạy vô miết cho trời. Hái chì đi. Hái xì quýt hết, xì quýt hết. Baby, you ready? Okay, let's go. Bring JD in. I really like the way it's used. Here.